Hello, xin chào bác nhá. Hôm nay cậu Bờm về Thanh Hóa, nghỉ 30/4 về Thanh Hóa đi ăn cỗ cưới. Và chiều nay là buổi cỗ Bắc Giạp. Bây giờ là mọi người đang làm thịt chó, món chính ở Làm trong việc Thanh Hóa ấy các bạn. Đây đang thùi chó này. thằng 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 đâu Thùi chó thằng bằng rơm ấy. không 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 Chó bao nhiêu cân đấy bác ơi? không 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 12 cân à? Chú Bắc chưa về không? không về chắc Không về á? Nghỉ mấy ngày mà không về vậy? Đẹp rồi. Chó thùi đen rồi. Ôi nứt mất rồi. Cắt con khác là cắt tay thôi. Ừ, cắt tay thôi. Thanh chưa cháu làm ba con vịt xong cắt tiết vì không đâu còn phải làm thêm con nữa. Để lấy tiết. Chó thui dơ mì màu nó không đẹp như là khò, nhưng mà được nhưng cái thịt nó thơm lắm các bác ạ. Trăm quân được thắm trăm quân. Khó à? Khó thì mang vào đây khó. Có một nhà khó. Tao mua khoa nốt. Giờ lau sạch đi thôi đúng không? Các chú đang làm rồi chó các bác nhá. Trong Thanh Hóa thì cái món rồi chó rất đặc biệt luôn. Lát nữa thì sẽ review các bạn xem nhá. Ở trong Thanh Hóa thì có nấu rượu mận và hấp cũng như là luộc lòng chung vào chung một nồi các bác nhá. Nó ăn rất chi là ngon luôn. Ngon không? Rượu mận, lòng, thịt hấp cho chung một nồi. Trắng luôn. Ta xem. Thăm rượu mận. Khỏi đi. Trắng rồi không ạ? Ra được rồi đấy. Thơm quá. Không thì chọc cái bóng lên nó nở cái gì đấy cũng bậy rồi mình chắc được đấy chắc là chưa được. Thịt chó phải nấu với củi với chú này mới ngon này, chuẩn luôn đấy. Trắng nước rồi đấy. Ngon. Gắp luôn. Cái nồi kia thì bỏ đủ vào được đấy nhỉ. Chín rồi không? Ông đỏ này chín rồi. Chín rồi đấy, đỏ. Tại vì mình phải để ủ lúc cơ. Thì là nó mới hết đỏ này. Chín rồi không ạ? Quá ngon. Thăm nồi rượu mận cái làm miếng này. Con làm thử miếng. Ngon quá. Ngon lắm các bạn. Chuẩn rượu mận. Nhưng mà cái đấy thịt chó
đi lòng nhá, luộc trong nồi rượu mận các bác nhá, ngon luôn. Còn đây là đu đủ này, quả đu đủ xanh ấy. Ở trong Thanh Hóa là có cái món đu đủ cay xương nấu đu đủ, cay xương chó nấu đu đủ rất ngon luôn các bác nhá. Ăn nó nhạng nhạng đắng nhưng mà rất bổ luôn, mát. Quả đu đủ là một vị thuốc ấy. Lát nữa sẽ quay cho các bác xem nha, ăn ngon lắm. Đấy, đang ướp nha. Còn nồi xương thì đang ninh rồi. À, lát nữa lúc nào gần ăn chúng ta cho đu đủ vào thôi. Đây các bác nhá, cái món dồi chó đặc biệt của Thanh Hóa là dồi chó nướng rơm này, nướng chui này. Nó thơm mùi rơm lắm, thủi. Nếu mà rơm nếp thì càng tốt các bác ạ. Ăn sướng thật luôn. Ô. À đây, ngoài đây là của nó này. Nó. Nó buộc cái bàn chứ sao. Đấy, vàng đẹp chưa? Đấy, đỏ ươm mà, ui ngon lắm ấy. Ui. Phủ xuống này tiên nhỉ, ngon chưa? Đỏ hơi khác rồi. Được rồi đấy. Thôi vậy thôi anh ạ. Vậy rồi. Vậy thôi. Nó nứt rồi đây. Lòng nướng chui. Đúng rồi. Ôi, thịt chó nướng với giềng với rơm với chả thơm. Rồi rượu mặn này bốc khói luôn. Được ạ. Nói chung là luộc chung một nồi ấy ngon nhỉ, nó cũng kiểu mùi rượu mặn ấy, nó ngon thịt mà ngon lòng. Bốn mùa à? Bốn chiều ra. Chúa đúng chỗ quê ăn mẹ. Khiếp. Ông nội ông còn thêm cái từ đấy vào nữa. Nghe khiếp quá. Mình ơi, nhà có khăn không? Có. Thế cứ gọi cho mẹ bảo mẹ mang thêm mấy cái đi. Vợ chồng nhà kia kín tiếng đấy. Không sửa mua công ty cho quân. À đôi rồi em, to quá. To hơi nó mỏng. Thái bé nó tươm. Nó đang mua sữa cho con đó. Gọi từ sáng sớm đến bây giờ chưa thấy. Tôi mẹ lúc nào này thấy lại thằng nào đi chơi. Một tháng. Chắc hai anh em nói nhỉ, nhau đi chơi. Đấy chưa, chuẩn không? Cho em miếng rồi anh ạ. Người ta ngồi nãy giờ chưa được miếng nào. À? Ừ. Cô thế dâu ăn thịt chó dính mắm tôm mà. Đây, mắm tôm, mắm tôm pha ở đây, ngon chưa? Thế được xưa chưa? Xưa chưa? Chưa thằng mua. Hải Phương. Hả? Hải Phương á? À? Bao nhiêu? Mấy chỗ? 29 chỗ thì mình đi được bao nhiêu người ấy nhỉ? 29 chỗ là 20 người. 29 người. Ngủ đéo chịu được. Còn thiếu mộ đi xe thằng Long. Xe 50 người. Đóng thùng rồi, đóng kiện rồi gửi đi các bạn. Em mở mai anh em mình chở. Đỗ đây phản anh cảnh thế nào kìa. Phản gì? Phản gì? Không nhiều ra làm thịt khó. Cả nào mới về nhà. Này, nãy giờ ghi vào đây là một cái cơ số thứ ở đây. Không biết ra cái kiểu cả ngày văn minh giờ ra cái thịt chó chấm đủ thứ. Thiếu anh cảnh nghe thiếu kỹ thế. Mắm tôm ngon không? Đừng chấm. Chú ý là rót lấy mắm tôm là
để mình nếm hết đúng không? Có làm mấy cái chân không? Có chân cất rồi, hôm sau ai cho ăn chân bây giờ mà. Đây này. Ơ anh ơi, hả? Tí thái lòng xếp bên trên đấy. Không, lòng xếp dương chứ. Lòng xếp đúng trên. Đúng rồi, lòng xếp dương mấy mâm? Chắc là 3 mâm. 3 mâm. Làm 3 mâm thôi. Cái 3 mâm thì xếp dương. Ra ngoài đâu. Đó mời đi, đừng muốn chờ. Khó là nhá. Khoản khác cái khoản này không chơi cái gì hết. Ngon không? Không ăn được chó. Không ăn được chó. Không ăn được chó. Ôi vậy. Cái khoản muốn chỉ không? Cái khoản có. Hôm nay đầu bếp lại chỉ có món này thôi. Hôm nay đầu bếp chỉ có món này thôi. Chọn mận này. Không ăn được chó, chưa có chi mà. Thịt chó ngon lắm các bác ạ, nhựa mận vừa mà thịt chó nó không già quá, ăn nó mềm mà ngọt lắm. Thôi các bác nhá, cậu Bờm nhậu đây, các bác cũng nhậu nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi cậu Bờm TV, chúc các bác có một kỳ lễ 30/4, 1/5 vui vẻ. Bye bye.